Kính thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến một loại khoáng chất đặc biệt có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh. Nó có một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra thép Wolfram và làm cứng đạn chì. Đây cũng là hai trong số những ứng dụng quan trọng nhất của nó khiến Mỹ giành chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Vâng, thứ mà chúng ta đang nhắc đến chính là Antimon. Ngày nay, Antimon được cung ứng rộng rãi hơn nhiều, đặc biệt là trong quân sự. Và Việt Nam hiện đang nắm giữ kho báu Antimon với giá trị cao, có khả năng định hình chuỗi cung ứng trong khu vực và thế giới. Trong bối cảnh hiện tại, khi tình hình chính trị toàn cầu đang ngày càng trở nên căng thẳng, mỗi động thái của các cường quốc lớn đều trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Những xung đột về lợi ích kinh tế và chính trị đã đẩy các cường quốc vào cuộc đối đầu không khoan nhượng, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, khi cả hai liên tục sử dụng các biện pháp cấm vận để kiềm chế và trả đũa lẫn nhau. Sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu chip sang Trung Quốc vào năm 2022, Trung Quốc đã đáp trả mạnh mẽ bằng cách ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu đối với gallium germanium, đồng thời cấm xuất khẩu công nghệ sản xuất nam châm đất thiếm cũng như công nghệ khai thác và tách các vật liệu quan trọng này vào năm 2023 và gần đây nhất vào ngày 15 tháng 8 năm 2024. Reuters đưa tin Trung Quốc đã tiếp tục leo thang bằng cách áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với Antimon và các nguyên tố liên quan với lý do bảo đảm an ninh quốc gia và tuân thủ nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Động thái này được xem như bước đi tiếp theo trong chuỗi các biện pháp trả đũa lệnh cấm chip của Mỹ mà Trung Quốc đã thực hiện vào năm 2023. Vậy tại sao lệnh cấm vận này lại được coi là nhắm vào Mỹ? Trung Quốc có thực sự đạt được lợi ích từ các biện pháp này hay không? Và liệu rằng Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để khẳng định vai trò của mình như một đối tác cung cấp Antimon tiềm năng thay thế Trung Quốc hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Trước hết chúng ta cần hiểu Antimon là gì? Antimon là một á kim với dạng hình thù ổn định, nhất là dạng á kim màu trắng lam. Kiểu dạng tinh thể mặt thoi được áp dụng rộng rãi trong ngành mỹ phẩm, y học công nghệ, từ ứng dụng dân sự làm chất chống cháy, pin, axit chì và nhựa, đến gốm sứ, đồ điện tử tiêu dùng và quần áo an toàn. Antimon còn có một loạt các ứng dụng quân sự như tên lửa hồng ngoại, đạn xuyên giáp, đạn phát sáng đến kính nhìn ban đêm, kính ngắm laser, thiết bị liên lạc và thậm chí cả các thành phần trong vũ khí hạt nhân. Từ những ứng dụng đó, có thể thấy Antimon là một nguyên tố đất hiếm quan trọng trong ngành công nghiệp cũng như quốc phòng. Vậy tại sao lại nói lệnh cấm vận Antimon này của Trung Quốc là nhắm vào Mỹ? Như tin đã đưa vào ngày 15 tháng 8 của Reuters cho biết, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố lệnh hạn chế xuất khẩu Antimon và các nguyên tố liên quan với lý do bảo vệ an ninh quốc gia và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2024 và các công ty muốn xuất khẩu các vật liệu này sẽ phải xin giấy phép. Mặc dù Trung Quốc khẳng định rằng biện pháp này không nhắm vào bất kỳ quốc gia hay khu vực cụ thể nào, nhưng với việc Trung Quốc chiếm gần một nửa sản lượng Antimon toàn cầu và Mỹ là nước mua hàng đầu, rõ ràng Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Sau khi đóng cửa mỏ Antimon cuối cùng vào năm 2001, Mỹ đã hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu loại khoáng sản này. Trước tình hình cạnh tranh kinh tế toàn cầu ngày càng gay gắt và sự phi công nghiệp hóa kéo dài, Mỹ và các đồng minh đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn thay thế. Bộ Quốc phòng Mỹ đã ủng hộ việc mở lại một mỏ Antimon ở Idaho vào năm 2023 với sự tài trợ là 1,8 tỷ đô la từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ. Những căng thẳng và xung đột toàn cầu từ Ukraine đến châu Phi đều ít nhiều liên quan đến cuộc cạnh tranh quyền lực lớn để giành quyền kiểm soát tài nguyên chiến lược. Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ đã xem Antimon vào danh sách các khoáng sản quan trọng đối với an ninh quốc gia, tương tự như đất hiếm, coban và urani. Truyền thông Mỹ cũng gọi Antimon là khoáng chất quan trọng nhất mà nhiều người chưa từng nghe đến. Họ đã cảnh báo rằng Trung Quốc có thể một mình khiến máy bay quân sự của Mỹ phải nằm im, xe tăng của Mỹ cũng không thể hoạt động và tên lửa đối đất tiên tiến nhất của nước này bất động khi Trung Quốc dừng xuất khẩu đất hiếm. Nghiêm trọng hơn, vấn đề này xuất hiện trong khi Mỹ chưa sẵn sàng thay thế sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc bằng nguồn trong nước hoặc từ các quốc gia khác. Như vậy có thể thấy, việc cho rằng lệnh cấm vận Antimon này của Trung Quốc là nhắm vào Mỹ là hoàn toàn có cơ sở. Vậy Trung Quốc được hưởng lợi gì từ các biện pháp này? Năm ngoái,
Trung Quốc chiếm 48% sản lượng antimon toàn cầu và việc nước này áp đặt hạn chế xuất khẩu antimon hiện nay là một động thái chiến lược phức tạp với tác động sâu rộng. Trước hết, nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả. Khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu, nguồn cung toàn cầu giảm khiến giá antimon tăng cao. Ngay sau khi quyết định của Bắc Kinh, giá antimon đã đạt kỷ lục mới. Theo báo cáo của Reuters, do sự khan hiếm nguồn cung, điều này không chỉ giúp Trung Quốc kiểm soát thị trường và thu về lợi nhuận cao hơn từ xuất khẩu, mà còn bảo vệ ngành chế biến trong nước khỏi sự cạnh tranh của quốc tế. Hạn chế xuất khẩu cũng thúc đẩy sự phát triển công nghiệp chế biến trong nước, tạo ra việc làm và nâng cao giá trị kinh tế. Điều này mở ra cơ hội đầu tư cho các công ty, viện nghiên cứu vào việc phát triển công nghệ chế biến và ứng dụng antimon, có thể dẫn đến những đột phá công nghệ mới, gia tăng giá trị của kim loại này và tối ưu hóa việc sử dụng antimon. Về mặt chính trị, việc Trung Quốc kiểm soát nguồn cung antimon có thể trở thành một công cụ chiến lược quan trọng trong các cuộc đàm phán thương mại và chính trị toàn cầu. Với quyền lực kiểm soát này, Trung Quốc có thể tạo ra sức ép đáng kể trong các cuộc thương thảo, qua đó đạt được các mục tiêu chính trị và kinh tế trong các thỏa thuận quốc tế. Điều này không chỉ nâng cao vai trò của Bắc Kinh trên trường quốc tế, mà còn gia tăng ảnh hưởng của họ trong các vấn đề toàn cầu và khu vực. Một yếu tố cực kỳ quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua đó là việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu antimon có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ tới lĩnh vực sản xuất vũ khí và vấn đề hạt nhân ở thời điểm nhạy cảm này. Khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên ngành chip và công nghệ của Trung Quốc, Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách làm gia tăng khó khăn trong việc sản xuất vũ khí thông qua việc hạn chế xuất khẩu antimon, một khoáng sản thiết yếu cho chế tạo thiết bị quân sự, là một nhà sản xuất hàng đầu toàn cầu. Trung Quốc đã thắt chặt nguồn cung cấp antimon trong bối cảnh các lệnh cấm công nghệ từ Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn, ngày càng gia tăng dưới chính quyền Tổng thống Biden. Antimon đóng vai trò quan trọng trong sản xuất hợp kim, thiết bị quân sự, chất nổ và vật liệu bảo vệ trong các cơ sở hạt nhân. Việc hạn chế xuất khẩu antimon có thể làm giảm nguồn cung cấp của các nhà sản xuất vũ khí toàn cầu, gây ra khó khăn trong sản xuất và bảo trì các thiết bị quân sự, đồng thời đẩy chi phí sản xuất lên cao và làm chậm tiến độ chế tạo vũ khí. Trên mặt trận chiến lược quân sự, Trung Quốc có thể sử dụng việc kiểm soát antimon như một công cụ chiến lược để gia tăng ảnh hưởng và gây áp lực lên các quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ, quốc gia phụ thuộc lớn vào antimon trong ngành công nghiệp vũ khí. Hành động này không chỉ nhằm phản ứng với các biện pháp hạn chế công nghệ của Washington, mà còn để khẳng định khả năng của Trung Quốc trong việc phát triển công nghệ quân sự có thể trở thành vũ khí chiến lược. Ngoài ra, việc hạn chế xuất khẩu antimon còn có thể liên quan đến nhu cầu nội địa của Trung Quốc khi nước này chuẩn bị cho những tình huống xung đột tiềm tàng. Trong đó, kiểm soát nguồn antimon là một phần trong chiến lược chuẩn bị cho chiến tranh. Nếu xung đột xảy ra, Hoa Kỳ và các đồng minh có thể đối mặt với những khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung vũ khí, gây ra sự chậm trễ và thiếu hụt trong khả năng quân sự. Ngoài Mỹ, còn nhiều quốc gia khác có thể bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này, đặc biệt những quốc gia phụ thuộc vào antimon trong sản xuất, quốc phòng và công nghệ hạt nhân. Như chúng ta đã biết, các quốc gia EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ thì đều là những đối thủ chiến lược không thể hòa hợp với Trung Quốc. Việc Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu antimon chính là một đòn tấn công mạnh mẽ vào những nước này vốn đang phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc. Đáng chú ý là, dù Trung Quốc là nhà cung cấp antimon tinh chế lớn nhất thế giới, nhưng nước này lại phụ thuộc vào việc nhập khẩu quặng từ các quốc gia như Thái Lan, Myanmar, Tajikistan và Nga. Nếu Hoa Kỳ và các đối thủ của Trung Quốc hình thành một liên minh đối phó, việc hợp tác với các quốc gia xuất khẩu lớn như Thái Lan, Myanmar, Tajikistan và Nga có thể tạo ra một thế cân bằng mới trong cuộc cạnh tranh địa chính trị. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự thỏa hiệp đặc biệt với Nga, một điều mà chính quyền hiện tại của Mỹ có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, nếu có sự thay đổi lãnh đạo tại Mỹ và chiến lược mục tiêu được điều chỉnh, khả năng này có thể được xem xét. Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump từng bày tỏ mong muốn hợp tác với Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, một chiến lược mà một số người coi là thực dụng. Dù vậy, Trump có lý khi tìm cách đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán về tổn thất kinh tế từ việc đối đầu với hai cường quốc sẽ rất lớn. Ông Trump sẽ không mạo hiểm hy sinh toàn bộ lợi ích chỉ vì một chương trình nghị sự thù địch. Vâng, và trong bối cảnh này thì Việt Nam chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để nâng cao vai trò của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là khi các quốc gia đối thủ của Trung Quốc tìm kiếm nguồn thay thế. Vậy điều này dẫn đến cơ hội và thách thức nào cho Việt Nam chúng ta? Chúng ta đã biết rằng Trung Quốc và Bolivia là hai nước dẫn đầu trong việc xuất khẩu antimon tinh chế.
trong khi Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp quặng Antimon thô với các mỏ Antimon lớn như ở Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai và Bắc Cạn, Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển ngành công nghiệp này. Hiện nay, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu Antimon dưới dạng quặng thô, nhưng với việc Trung Quốc thắt chặt xuất khẩu và nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm tinh chế, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội để chuyển mình, để phát triển ngành chế biến Antimon và nâng cao giá trị gia tăng. Việt Nam đang đầu tư vào công nghệ tiên tiến, nâng cao kỹ thuật và xây dựng các cơ sở hạ tầng hiện đại. Các doanh nghiệp Việt Nam đang tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế, thu hút đầu tư từ các công ty quốc tế để tìm kiếm nguồn cung ổn định và đa dạng hơn. Điều này có thể giúp Việt Nam trở thành một nguồn cung cấp Antimon quan trọng và ổn định, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và củng cố sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, để đạt được điều này, Việt Nam cần xây dựng một chiến lược phát triển mạnh mẽ trong ngành khai thác và chế biến Antimon, đồng thời giải quyết các thách thức về môi trường và công nghệ. Vậy thì ai có thể giúp Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ khai thác và chế biến Antimon? Việt Nam có thể hợp tác với các công ty quốc tế như Rio Tinto, Baricun và Glencore để nâng cao công nghệ khai thác và chế biến Antimon. Đồng thời, sự hỗ trợ từ các viện nghiên cứu IMR ở Australia, các đối tác khu vực như Thái Lan và các công ty tư vấn kỹ thuật SRK Consulting sẽ giúp Việt Nam tối ưu hóa quy trình sản xuất. Ngoài ra, các tổ chức tài chính như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Âu có thể cung cấp tài chính hỗ trợ kỹ thuật, giúp Việt Nam tăng cường giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Khi xét đến cán cân quyền lực địa chính trị, Việt Nam có vai trò quan trọng với Mỹ. Các công ty khai thác và chế biến khoáng sản của Mỹ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ tinh chế Antimon cho Việt Nam. Các tập đoàn hàng đầu của Mỹ có thể cung cấp công nghệ và thiết bị tiên tiến cần thiết cho quá trình chế biến Antimon. Bên cạnh đó, các viện nghiên cứu và đại học danh tiếng của Mỹ như MIT và Stanford thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan nghiên cứu tại Việt Nam để cùng phát triển và hoàn thiện công nghệ chế biến Antimon. Các công ty tư vấn kỹ thuật nổi tiếng của Mỹ, chẳng hạn như SRK và Goley, có thể cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu về thiết kế và tối ưu hóa quy trình chế biến Antimon. Thêm vào đó, các tổ chức giáo dục và đào tạo của Mỹ có thể cung cấp chương trình đào tạo chuyên sâu cho kỹ sư và công nhân Việt Nam nhằm nâng cao kỹ năng và kỹ thuật chế biến Antimon tiên tiến. Việc hợp tác giữa các quỹ đầu tư Ngân hàng Phát triển của Mỹ với Việt Nam trong lĩnh vực chế biến Antimon không chỉ giúp Việt Nam nâng cao công nghệ mà còn mở ra nhiều cơ hội thương mại và đầu tư, góp phần củng cố quan hệ kinh tế và địa chính trị giữa hai nước. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu ngày càng gay gắt. Đối với Mỹ, việc tăng cường quan hệ với Việt Nam mang lại nhiều lợi ích chiến lược quan trọng. Thứ nhất, việc hợp tác với Việt Nam giúp Mỹ gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á, một khu vực chiến lược trong cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ tại Đông Nam Á thông qua quan hệ với Việt Nam có thể cân bằng quyền lực với Trung Quốc, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông và an ninh khu vực. Còn về mặt kinh tế, Việt Nam đang trở thành một thị trường phát triển nhanh chóng với dân số đông đảo và tiềm năng kinh tế to lớn. Đối với Mỹ, đây cũng là một cơ hội mở rộng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang Việt Nam, đồng thời hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Thêm vào đó, việc hợp tác với Việt Nam giúp Mỹ đa dạng hóa chuỗi cung ứng vào các nguồn đầu vào, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp như công nghệ, sản xuất và chế biến khoáng sản. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tăng cường tính linh hoạt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, hợp tác với Mỹ cũng mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho Việt Nam chúng ta. Một mặt, hợp tác này có thể mở ra các kênh xuất khẩu mới và thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp then chốt như công nghệ, sản xuất và chế biến khoáng sản. Từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người dân Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam có thể tiếp cận với công nghệ tiên tiến và kiến thức kỹ thuật từ Mỹ, giúp nâng cao năng lực sản xuất và chế biến trong các lĩnh vực quan trọng. Mặt khác, Việt Nam cần cân nhắc các rủi ro tiềm ẩn từ việc phụ thuộc quá mức vào một đối tác như Mỹ. Sự thay đổi trong chính sách của Mỹ theo từng nhiệm kỳ tổng thống có thể gây ra sự bất ổn cho quan hệ đối tác. Thêm vào đó, sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng với các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc, gây ra những thách thức và rủi ro mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là trong các lĩnh vực như nông sản, hàng tiêu dùng và công nghiệp nhẹ. Hợp tác với Trung Quốc mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội về đầu tư, từ nguồn vốn cho các dự án hạ tầng sản xuất đến việc tiếp cận công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật trong nhiều ngành công nghiệp.
Trung Quốc cũng có kinh nghiệm và năng lực đáng kể trong việc xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Điều này rất hữu ích cho Việt Nam trong việc phát triển hệ thống giao thông, năng lượng và hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không thiếu những thách thức, đặc biệt là trong các tranh chấp Biển Đông có thể làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai quốc gia. Việc phụ thuộc quá mức vào thương mại đầu tư từ Trung Quốc có thể làm giảm khả năng tự chủ về kinh tế của Việt Nam và tạo những rủi ro tiềm ẩn. Các dự án đầu tư từ Trung Quốc đôi khi dẫn đến những vấn đề về môi trường hoặc các vấn đề xã hội liên quan đến việc sử dụng lao động nước ngoài và thiếu minh bạch. Thêm vào đó, công nghệ và sản phẩm từ Trung Quốc có thể không hoàn toàn phù hợp với nhu cầu phát triển dài hạn của Việt Nam và có thể gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp nội địa. Đặc biệt, các dự án hợp tác lĩnh vực hạ tầng có thể tiềm ẩn rủi ro về an ninh và chủ quyền nếu không được giám sát chặt chẽ. Những rủi ro này làm cho việc hợp tác với Trung Quốc trở nên phức tạp, đòi hỏi Việt Nam phải thận trọng và đảm bảo rằng các thỏa thuận đều có lợi và không gây hại cho lợi ích quốc gia. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu ngày càng gay gắt, việc Việt Nam theo đuổi một chiến lược cân bằng là rất cần thiết. Việt Nam không thể hoàn toàn dựa vào Trung Quốc hoặc là Hoa Kỳ, mà chúng ta vẫn duy trì hợp tác với cả hai và luôn bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh khu vực. Chính sách này đã giúp Việt Nam của chúng ta giữ vững độc lập, tự chủ trong quan hệ quốc tế, không rơi vào tình thế bị áp đặt hoặc bị mất quyền kiểm soát. Hiện nay, nhu cầu về các nguồn tài nguyên như đất hiếm, đặc biệt là antimon, đang gia tăng do các cuộc xung đột và căng thẳng địa chính trị. Điều này đã tạo ra cơ hội cho Việt Nam về phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến antimon, một lĩnh vực mà hiện tại Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng quặng thô. Với việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu antimon và nhu cầu ngày càng cao từ các sản phẩm tinh chế, Việt Nam đang có cơ hội đầu tư vào công nghệ chế biến, nâng cao giá trị gia tăng và tăng cường lợi ích kinh tế từ ngành công nghiệp này. Việt Nam cần đầu tư vào công nghệ chế biến và nâng cao kỹ thuật xây dựng các cơ sở hạ tầng phù hợp để đáp ứng nhu cầu toàn cầu và đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Việc chuyển từ xuất khẩu antimon thô sang tinh chế không chỉ giúp Việt Nam gia tăng giá trị xuất khẩu mà còn đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế bền vững. Vâng, tóm lại, chiến lược cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là lựa chọn hợp lý cho Việt Nam trong bối cảnh hiện tại. Mặc dù là cả hai mối quan hệ này đều có lợi ích và thách thức riêng, việc duy trì và hợp tác cả hai cường quốc sẽ giúp Việt Nam không bị lệ thuộc vào bất kỳ bên nào, đồng thời đảm bảo được an ninh quốc gia và lợi ích kinh tế lâu dài. Sự cân bằng này là chìa khóa vàng để Việt Nam bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững trong một thế giới đầy biến động. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!